Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày mà nắng nóng như thế này, có những nơi lên tới 40 độ C, thậm chí là hơn như thế, thì điều mà chúng ta cần phải quan tâm đó là chăm sóc da. Chưa kể là trong mùa hè năm nay, thời tiết lại còn khá là thất thường, đôi khi độ ẩm xuống quá thấp và đôi khi trong ngày nắng lại còn có cả mưa nữa. Với việc mà thời tiết thay đổi như vậy, nó đòi hỏi là da và cơ thể của chúng ta phải liên tục học cái cách để thích nghi, và thậm chí là đồng hồ sinh học của nó sẽ bị loạn trong cái thời điểm mà buổi sáng thì nó phải đưa da vào khung thời điểm mà trời mát hoặc là trời mùa thu, nhưng mà bước vào đến thời điểm buổi trưa thì da lại phải thay đổi theo khung thời tiết của mùa hè, và tới buổi tối thì da lại phải thay đổi theo khung thời tiết của mùa đông. Và Quyên hiểu với cái cách rối loạn như vậy rất khó để cho cơ thể của chúng ta có thể trở thành một trong những cái vị bác sĩ thật là chuyên nghiệp. Vì vậy chúng ta phải bổ sung cho nó một số những cái loại như là kem chống nắng, hoặc là chúng ta bôi kem chống nắng như thế nào để chăm sóc da cho tốt, và bên cạnh đó thì mình phải uống nước để bổ sung và giúp cho cơ thể của mình ngày càng khỏe hơn. Và với những cái cách như vậy thì đó là một trong những cái thói quen mà Hồng Quyên nghĩ là nó có thể giúp cho da của mình có thể có thêm một cái phương pháp để thích nghi trong cái mùa hè này. Còn không biết là Phương Anh và Khánh Phương thì như thế nào? Em thì thấy rằng là chúng ta rất là hay có những cái suy nghĩ tưởng là hợp lý nhưng mà rất là ngược nha. Ví dụ như là trong mùa đông đi, bởi vì thời tiết rất là khô hanh thì chúng ta rất là quan tâm tới công việc dưỡng ẩm. Trong mùa hè thì chúng ta nghĩ rằng là trời mưa nhiều, nắng nhiều, mồ hôi da nhớp nháp rồi và chúng ta không cần phải dưỡng ẩm nữa, mà chúng ta thấy rằng là da mình hay bị đen đi và lại quan tâm nhiều hơn tới vấn đề dưỡng trắng. Nhưng mà rõ ràng là khi mà chúng ta chưa có một cái làn da khỏe mạnh và chưa đủ ẩm thì không thể nào mà hy vọng rằng là nó sẽ trắng sáng mịn màng như là da em bé được, đúng không ạ? Cho nên là có rất nhiều những cái sai lầm trong việc dưỡng da mà các chị em nghĩ rằng là cũng phải tìm hiểu rất là nhiều để có được những cái kiến thức thực sự là đúng đắn. Và cái quan niệm của một số những chị em phụ nữ hiện nay về làn da khỏe và đẹp nó rất là khác nhau. Riêng Khánh Phương cũng có những cái nhận định riêng của mình, và Phương nghĩ là chưa chắc da trắng đã là da khỏe, chưa chắc da trắng đã là da đẹp, và chưa chắc những người da mà nâu hơn giống như một cái cô gái đang ngồi kế Phương có một làn da đã là da chăm sóc tốt, đúng không dạ, em? Dạ vâng. Thực sự mà nói thì những cái người da mà có cái làn da bánh mực Phương thấy là rất là khỏe và mang một cái nét đẹp rất là riêng luôn. Và có những người da chị rất hiểu, là trắng. Em yêu chị mà. Dạ vâng, em rất là yêu chị và em cũng yêu luôn những cái người mà có một cái làn da mà tuy là nó không được gọi là theo cái số đông, tức là không phải là quá trắng sáng, nhưng mà họ yêu cơ thể của họ, yêu bản thân của họ và biết những cái cách chăm sóc da phù hợp với bản thân mình. Thì đó là những cái người mà em thấy là sinh hoạt rất là khoa học và biết cách tự yêu, tự chăm sóc cho vẻ ngoài của mình. Tại vì em thấy có rất là nhiều người nhá, làn da của họ rất là trắng nhưng mà hỏi họ có khỏe hay không thì không khỏe một tí nào thưa quý vị. Nhìn vào rất là thiếu sức sống này, nhìn nó bị nhợt nhạt này, và chưa kể người ta còn gọi là cái hiệu ứng mà trắng bạch tạng á, tức là nhìn mà nó không có một miếng sức sống, nó không hồng hào một tí nào. Cho nên vì vậy dù là mùa đông hay là mùa hè thì Phương vẫn khuyên quý vị là chúng ta nên tìm đến những cái loại, dù là chống nắng hay là dưỡng ẩm mùa đông nhé, đều nên có những cái loại mà kem mà có độ cấp ẩm ở trong đó. Bởi vì á, cái độ dầu với lại cái độ ẩm trên da nó rất là khác. Nhiều người nhầm tưởng là mùa hè chúng ta không cần phải cấp ẩm, nhưng điều đó là hoàn toàn sai lầm. Bởi vì cái độ ẩm nó sẽ quyết định được cái độ mẩy và độ sáng của làn da mình. Còn cái độ dầu là khi mà chúng ta sinh hoạt quá nhiều thì cái tuyến bã nhờn của chúng ta nó tiết ra những cái mà chất nhờn, nó làm cho da của mình dễ bị dơ hơn. Và cái điều đó là cái điều mà mình nên vệ sinh. Nếu không vệ sinh kịp thời thì nó sẽ gây ra những cái vấn đề về bích tắc độ chân lông này, rồi gây ra mụn. Chứ không phải là khi mà chúng ta dư ẩm thì da của chúng ta có vấn đề, mà da của chúng ta thực sự có vấn đề khi mà chúng ta không vệ sinh kịp thời trong cái mùa hè nắng nóng đổ lửa như hiện nay. Cho nên vì vậy khi mà chúng ta càng về mùa hè càng phải chăm sóc và dưỡng ẩm nhiều hơn. Bởi vì á, trong cái hàm lượng mà chất chống nắng mà chúng ta thoa vào mỗi ngày nó rất là khô. Không biết Phương Anh và chị Quyên như thế nào, nhưng mà da của Khánh Phương cứ mà một hai ngày mà liền mà thoa kem chống nắng mà không kèm với dưỡng ẩm là ngay lập tức ngày thứ ba nó đã nổi lên những cái vết mà li ti, kiểu mình bị khô da quá, nó bị kích ứng ấy. Cho nên càng về mùa hè Khánh Phương càng quan tâm đến cái việc mà chúng ta phải dưỡng ẩm cho da. Hoặc là như em cũng thấy rằng là rõ ràng mùa hè thì chúng ta cũng là cái mùa mà chúng ta cảm thấy rất là nóng, mồ hôi ra rất là nhiều. Nên là chúng ta lại thường là thứ nhất là sợ mùi cơ thể này, nên là lạm dụng những cái hóa chất để có thể làm thơm, ví dụ như là nước hoa chẳng hạn. Và xịt nhiều như thế đối với cái da của mình là cái da mà đã yếu rồi và đã có rất là nhiều vi khuẩn, bởi vì là ẩm mà. Do mồ hôi ra nữa thì có thể khiến cho cái cồn đó cũng làm cho da của chúng ta kích ứng. Hoặc là chúng ta đi tắm nhiều lần quá bằng các loại xà phòng mà có chứa quá nhiều là chất sút ấy, có nghĩa là cái chất để mà tẩy rửa ấy, thì cũng sẽ khiến cho da ngày càng bị bào mòn và bị khô da rất là nhiều. Thì em nghĩ rằng là đó, một vài những cái sự
những cái suy nghĩ mà chúng ta chưa thực sự là đúng cho cái việc chăm sóc da trong mùa hè. Còn cụ thể làm thế nào để chúng ta bảo vệ được cái làn da của mình trong mùa hè đúng cách thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những ý kiến tư vấn từ chuyên gia của chúng tôi. Nắng nóng khiến cho cơ thể nhấp nháp và chúng ta có xu hướng tắm nhiều hơn vào mùa hè. Tuy nhiên, việc làm này lại mang tới hiệu quả không tốt cho da. Việc rửa mặt và tắm quá nhiều trong thời tiết nắng nóng sẽ làm mất lớp dưỡng ẩm tự nhiên của da. Thời tiết nóng là nguyên nhân làm gia tăng sự bài tiết chất nhờn. Vì thế chúng ta nên sử dụng nước ấm cùng sữa rửa mặt để làm sạch da mặt. Không nên sử dụng nước quá nóng, có thể làm da bị khô, mất đi chất nhờn cần thiết. Khi rửa mặt, nên kết hợp với massage, mặt theo hướng từ dưới lên, từ ngoài vào trong để mang lại hiệu quả tốt nhất. Một nghiên cứu đã chỉ ra, đó là khi ta tắm nhiều, những sản phẩm có chứa cồn nồng độ cao có thể gây mất 20-25% nước của da. Do vậy, khi dùng sữa rửa mặt, sữa tắm, nên chọn sản phẩm có chứa thành phần được chiết xuất từ các loại thảo mộc, có khả năng tự điều chỉnh sự thoát hơi nước và tự cân bằng độ ẩm như lô hội, xương rồng, dừa chuột. Ngoài ra, những loại xà phòng có nhiều bọt càng làm khô da nhiều hơn vì các thành phần hóa học có khả năng tẩy chất dầu trên da rất mạnh. Vì vậy, chúng ta có thể thay thế xà phòng bằng dầu tắm vốn có ít chất tẩy hơn. Da trong ngày hè cũng rất dễ bị tổn thương và trở nên yếu hơn. Vì vậy, mọi sự tác động mạnh đều không tốt cho vùng da yếu, nhất là việc tẩy da chết. Do đó, với bất kỳ phương pháp tẩy da chết nào đều nên hạn chế sử dụng vào lúc này. Thay vào đó, với các vùng da yếu sau khi đi nắng, chúng ta nên duy trì sử dụng các sản phẩm làm dịu và dưỡng ẩm cho da, giúp da lấy lại được độ ẩm và các dưỡng chất cần có để hồi phục nhanh hơn.